Những tháng đầu tiên của Arne Slot với tư cách là huấn luyện viên trưởng của Liverpool đã diễn ra vô cùng sôi động và hấp dẫn. 3 trận đấu, 3 chiến thắng, 3 trận giữ sạch lưới và 7 bàn thắng là những con số vô cùng nổi bật. Huấn luyện viên người Hà Lan này đã có khởi đầu không mấy dễ dàng khi phải chào đón các cầu thủ của mình trở về từ các giải đấu quốc tế và bỏ lỡ mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của mình, trong khi vẫn cố gắng lấp đầy khoảng trống của Jurgen Klopp để lại. Nhưng ông đã có khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, tuần trăng mật của Arne Slot cùng Liverpool đã nhanh chóng trôi qua sau khi cuối tuần vừa rồi, The Kop phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải. Callum Hudson-Odoi đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới Liverpool của Arne Slot tại Premier League, và đó thực sự là một cú sốc. Nottingham Forest đã nếm trải chiến thắng tại Anfield lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 1969, chấm dứt chuỗi 25 trận không thắng tại Anfield trong khuôn khổ giải đấu. Chỉ có Manchester City hiện duy trì thành tích 100% toàn thắng ở giải đấu hàng đầu nước Anh, và Liverpool phải sắm vai kẻ bám đuổi sau khởi đầu tốt đẹp của Arne Slot tại Anfield đột ngột kết thúc. Liverpool đã thua 2 trong 5 trận ngoại hạng Anh gần nhất tại Anfield, trong khi trước đó đội bóng thành phố Cảng chỉ thua 1 trong 5-8 trận sân nhà tại giải đấu này. Arne Slot rời sân với vẻ mặt buồn bã khi khởi đầu mùa giải hoàn hảo của Liverpool đã sụp đổ ngay tại sân nhà. Thất bại này là đòn giáng mạnh đầu tiên vào chiến lược gia người Hà Lan sau khi ông chuyển đến từ Feyenoord vào mùa hè vừa qua. Màn trình diễn của Liverpool còn nhiều thiếu sót, và mặc dù đã có một số thay đổi về mặt chiến thuật trong suốt trận đấu, nhưng Arne Slot không thể giúp The Kop thay đổi cục diện. Nottingham Forest đã kìm hãm Liverpool trong hiệp 1 và sau đó giữ vững phong độ rồi vươn lên dẫn trước để giành chiến thắng đầu tiên tại Anfield sau 55 năm. Arne Slot đã không có câu trả lời và không thể tạo ra sự thay đổi hiệu quả. Chiến lược gia của Liverpool đã thảo luận với trợ lý Sipke Hoofhoff ở bên ngoài đường biên. Những tiếng phàn nàn từ khán đài ngày càng lớn khi hàng công liên tục tỏ ra bế tắc, cảm giác thất vọng ngày càng tăng. Ngay trước khi bước sang phút thứ 60, huấn luyện viên trưởng người Hà Lan đã hành động bằng một sự thay đổi người táo bạo đến 3 lần. Alexis McAllister và Luis Diaz, những người đã sa sút sau nhiệm vụ quốc tế ở Nam Mỹ, đã được thay thế cùng với Diogo Jota. Trent Alexander-Arnold hẳn đã lo sợ điều tồi tệ nhất khi thấy Conor Bradley vào sân, nhưng đội phó đã được chuyển vào hàng tiền vệ để hỗ trợ cho cầu thủ người Bắc Ireland này. Trong khi Darwin Núñez và Cody Gakpo cũng được tung vào sân. Tuy nhiên, thay vì cải thiện Liverpool, những thay đổi thực sự khiến The Kop trở nên rời rạc hơn. Sự thiếu trôi chảy trở nên đáng báo động khi những đường lên bóng liên tục rơi vào ngõ cụt. Núñez không thể cung cấp điểm tấn công mà đội chủ sân Anfield cần vì khả năng kiểm soát của anh không tốt, và Forest dễ dàng vượt qua đội chủ nhà khi có cơ hội phản công. Liverpool đã phải trả giá khi Anthony Elanga chuyền bóng cho Hudson-Odoi. Cầu thủ người Anh đột phá vào trong, vượt qua Bradley và tung cú sút chìm vào góc xa khung thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Arne Slot đáp trả bằng một thay đổi chiến thuật khác khi ông sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ, đưa Curtis Jones vào thay Ibrahima Konate, trong khi Tsimikas vào thay Andy Robertson nhưng vô ích. Vào một ngày mà pha kết thúc chuẩn xác của Nottingham Forest đã tạo nên sự khác biệt, thì hàng công của Liverpool lại thể hiện bộ mặt bạc nhược. Slot đã chọn một hàng tiền đạo đã bắt đầu mùa giải rất tốt, nhưng không có khoảnh khắc kỳ diệu nào. Liverpool kiểm soát 70% và có 34 lần chạm bóng trong vòng cấm của Forest, nhưng chỉ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 0.87, chỉ 0.87 thôi. Mohamed Salah đã chơi dưới sức. Đầu tiên đã bị Alex Moreno cản phá một pha dứt điểm trong hiệp 1 và sau đó là lãng phí quá nhiều trong việc kiểm soát bóng sau giờ nghỉ. Jota có 3 cú sút về phía khung thành nhưng chỉ có một cú sút đi trúng đích và đã bị thay ra khá sớm. Có lẽ Darwin Núñez đã không may khi không được ra sân ngay từ đầu, sau khi đã dành thêm thời gian tập luyện trong 2 tuần qua do án treo giò trong màu áo đội tuyển quốc gia Uruguay. Nhưng khi anh vào sân, lại im hơi lặng tiếng và không thể tỏa sáng. Diaz có cơ hội ghi bàn cho Liverpool trong hiệp 1, nhưng anh đã không thành công, trong khi cầu thủ vào thay anh là Cody Gakpo cũng không tạo được nhiều ảnh hưởng. Federico Chiesa không có tên trong đội hình, nhưng có thể sẽ cần thiết trong những trận đấu sắp tới khi Liverpool đang tìm cách trở lại khi đối đầu với AC Milan tại Champions League. Với lịch thi đấu dày đặc như vậy, giờ đây huấn luyện viên Arne Slot phải giúp các cầu thủ trở lại sau trận thua bất ngờ trước khi ra quân tại Champions League vào tuần này. Đây là thử thách lớn đầu tiên của ông trên chiếc ghế nóng tại Liverpool. Được đánh giá cao hơn, nhưng việc hàng công chơi bế tắc cộng với những sự thay đổi người không hiệu quả, đội chủ sân Anfield đã nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay. Arne Slot đã bỏ lỡ cơ hội rất lớn để kéo dài kỷ lục tại Liverpool. Và hơn hết, trận thua này khiến những người yêu mến đội bóng thành phố Cảng hiểu rằng đội bóng con cưng của họ vẫn còn nhiều việc phải làm. Đến đây, clip ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.